ta xem một cây nguyệt quế vòng gốc 1 mét tại Cai Lậy, Tiền Giang. Đây là giống nguyệt quế thân xoắn. Chiều cao tổng thể của cây thì khoảng 3,5 mét, tán lá rộng khoảng 4 mét. Vòng gốc khoảng 1 mét. Và bộ rễ khá đẹp. Nguyệt quế là loại cây dùng để chơi cây cảnh và có giá trị cao, cùng với mai vàng và vàng liên tùng. Và những cây nguyệt quế lớn thì đều có giá cao lên đến hàng tỷ đồng, như cây ở ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy thì được người ta định giá 10 tỷ đồng. Cây có một gốc 1,1 mét của anh Tám Xoan ở Tân Phong, cũng thuộc Cai Lậy, thì có giá 2,3 tỷ đồng. Còn cây này thì nhỏ hơn một chút, một gốc cây này chỉ 1 mét thôi. Bây giờ ta sẽ nhìn cành của nó. Đây là cành số 1. Một thì cũng rất to rồi. Đây cành thứ 2. Và cành thứ 3. À, những cành ở đây nó phát triển rất mạnh, cho nên cái phần đỉnh cây thì phát triển không mạnh. Và cây cảnh thì nó đẹp cũng phụ thuộc vào dáng thế của từng cây. Như tôi vừa nói đó, cây ở Cai Lậy, rồi cây ở Tân Phong. Còn có những cây khoảng có giá từ 7 đến 800 triệu ở miền Bắc. Thì những cây đó nhỏ hơn cây này rất nhiều. Giống như có một cây khoảng 450 triệu. Bán ở Hội Hoa Sương Tết năm 2019. Thì phần gốc của cây kia chỉ khoảng 70 cm mà thôi.